cái gì vậy? Kìa quá, kìa quá. Gì gì ghê hả? Trời ơi. Bye.
action. Ooh. Something cute, oh my God, small. So cute. I know, right? Oh yes, so cute. Em có bun không? No, hai bên. Chỉ có hai bên. Hai bên. Nhưng mà em có thể. Khỏi nến kìa. Rằng là Thu Minh là đã lúc nào cũng mạnh mẽ, thành năng lực và coi như là một vị cung trời đúng không? But I wish I can, you know, be lovely and cảm xúc và coi như là love and to be loved. Yes, trong love cái lời hát của Thu Minh mà có thể được một phần chị Minh Hà. Yes, that's my wish. Đòi hỏi nhiều quá, muốn nhiều quá, tham quá. Cứ liền chứ, trời ơi, cái ước mà tất cả mọi thứ tốt đẹp mình có quyền quyết. Đúng. Right? So, just give me. Em làm quá ai chịu nổi. Em làm quá ai chịu nổi. Yeah, thank you. Thổi nến đi nha. Okay. Chị cũng muốn coi em thổi nó làm sao. Mỏ chu cũng đẹp lắm. Happy birthday. Chị chúc em là có thể hát tình và đắm đuối và hai anh chị với chị hát không có em mà tình, em làm đuối hay em làm quá rồi đã chịu nổi em chị em chỉ nhiêu đó được rồi thì chị được nhiêu đây được rồi em chịu em hai người mỗi người mỗi một chị lúc nổi em muốn chị trời ơi em sinh nhật 21 tuổi đúng không tuổi tới này chị dẫn em đi uống rượu nha. Đi hát 27 năm mà sinh nhật 21 tuổi. Em muốn nói gì nói cho tao rồi. Nào actually mới thôi là chị nói em vẫn mừng lắm. Em mà 21 em mới đủ. Chị hát rủ nhau đi uống luôn đi. Vậy hả? Sinh được 18 là được rồi. Ủa nước nào vậy em? Nước Việt Nam hả? Có nước nào mà 18 là được đâu. 21 tuổi mới đủ tuổi uống rượu chứ. Em đâu có biết trước giờ. Em chưa uống hả? Em không có biết chuyện này chưa uống. Giờ lát xong rồi đi uống luôn đi đó chị Hà rủ. Bà nói bà không uống rượu chị không tin em mà. Không bà không. Sao bà này bà ngoan vậy nhìn em? Nhìn bà cực đoan lắm chị, bà chỉ đi hát lúc 16 tuổi thôi.